Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay nhà mới về được một con đài cassette với mã model là Sony CFD560S dạ. Ngoại hình thì máy là còn rất là đẹp dạ. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết của máy, đặc biệt là máy còn remote dạ. Có remote điều khiển luôn dạ. Đây là mặt phía trên của máy dạ. Máy thì có chức năng CD luôn dạ. Mặt và có nó đẹp vậy. Đây là phần loa bên trái, loa thì sử dụng loa phễu và cho ra chất âm rất là hay, mực khỏe. Phần chữ của rất là đẹp, megabyte luôn vậy. Đây là phần thân máy Sony CFD560 nhỉ. Đây là nguồn của máy đây nhỉ. Radio của máy thì là full 108 luôn nhỉ, bắt được tất cả các đài của Việt Nam nhỉ. Các chế độ chọn ở phần CD, play, stop, tới lui nhỉ. Các chế độ chọn là chúng ta hai chế độ nào chúng ta chọn chế độ đó, tab này, phần băng cassette, radio và CD. Thì máy có 5 cần chạy equalizer hoạt động rất là tốt, đặc biệt là có 3 lăng cân bằng loa trái và loa phải. Khi chúng ta để ở giữa như vậy thì hát đều hai loa. Các chế độ chọn như AM và FM ở đây nhỉ. Để nút volume của máy, để nút toning thì mình dò đài. Và máy được trang bị hai cửa băng cassette A và B hoạt động rất là tốt nhỉ. Đây, hai cửa băng cassette. Đây là phím cơ nè, phần chữ rất là đẹp. Tổng thể máy còn rất đẹp dạ. Đây là phần loa bên phải, megabyte nè. Đây là phía sau của máy luôn dạ. Dạ vâng, đây là phía sau của máy. Anten tên dinh theo máy luôn dạ. Đây là dây loa, có là dây dinh theo máy luôn. Sony CFD560. Tổng thể là còn rất đẹp nha. Em sẽ đi vào phần một test chức năng của máy. Dạ vâng, đầu tiên thì em mở nguồn lên nha, lên đúc nguồn của máy. Và em test phần đĩa CD trước. Em chọn đĩa CD vào đây. Em chọn chế độ CD bên đây. À, CD. Và anh chỉ bấm play thôi nhỉ. Nó nhận bài rồi. Đây là phần đĩa một. Mở nhỏ một lúc. Mở nhỏ một lúc. Lớn. Con được bình yên. Qua bài thôi nhỉ. Mười mấy năm qua, ai ngờ nay đã chia xa. Anh buồn rất ao ra đi. Em đành xuống tấm chia ly. Mỗi người mỗi ngã phân ly. Anh giờ như cánh chim bay, em buồn dõi mắt bên sông. Ai sầu ai nhớ ai mong, còn thương sao không tìm đến nhau, còn yêu sao không về với nhau, để trong mơ ta gọi mãi nhau. Buồn ơi, này em ơi, ân tình đã sâu, làm sao ta quên ngày có nhau. Vòng tay anh xin được có em suốt đời. Này em, thôi nín đi em, khóc làm chi xót xa thêm.
ân tình đâu dễ phôi pha. Khi tình yêu vẫn trong ta, lại trời cho bão mưa qua, có khi với bóng không xa. Cuộc đời nào có bao lâu, hãy cho lòng lời ai ân. Chuyện tình mười mấy năm qua, tiếng đó là mọc hay nhỉ, nay đã chia xa. Anh buồn giật áo ra đi, em đành xuống tóc chia ly. Mỗi người mỗi ngã phân ly, anh giờ như cánh chim bay. Em buồn dõi mắt bên sông, ai sầu ai nhớ ai mong. Còn thương sao không tìm đến nhau, còn yêu sao không về với nhau. Để cho mơ ta gọi mãi nhau, buồn ơi. Này em ơi, ân tình đã sâu, làm sao ta quên ngày có nhau. Vòng tay anh xin được có em suốt đời. Này em, thôi mình đi em, khóc làm chi xót xót xa thêm. Ân tình đâu dễ phôi. Dạ vâng, thưa anh là CD hòa đọc rất là tốt rồi dạ. Cái đĩa rất là cũ nhưng mà hát rất là hay. Cũ rồi dạ. Cho em test còn bằng cassette. Em chọn chế độ tap bên đây dạ. Em test vào đoạn nhạc của nam ca sĩ Duy Khánh. Và em bấm play. Thì xưa thân ai, anh gửi lại cho ai. Trăng mùa thu lên ta, lại tiếp tục. Tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui. Dạ vâng, cửa hát tốt rồi dạ, em thấy là cửa bên đây. Và em cũng bấm bài này. Thời gian qua mau, tìm anh nơi đâu. Tôi về qua xóm nhỏ, con đò này đã già. Nghe tin anh gục ngã, dừng chân con năm xưa. Phố cũ ôi nở đành quên sao, xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh. Anh giờ yên giấc ngủ tôi. Em tôi tới tôi luôn. Đã. Ngọt nghèo dạ, bấm play tiếp tục. Em giấc ngủ tôi nằm.
Nhưng mà anh test phần radio của máy, radio ngay trên đây vậy. FM. Công ty sắp thiết bị trường học á, có được cái chỗ là gì? Bình ổn giá. Mình... phần quảng bá giá trị đặc sắc của hát then xứ Lạc tới các địa phương khác trong tỉnh và đem về nhiều thành tích cao cho tỉnh nhà tại các cuộc thi toàn quốc, tiêu biểu như giải A Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2011, giải A Liên hoan hát then toàn quốc. Vậy là máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng rồi nha. Quý vị có nhu cầu về sở hữu liên lạc với số điện thoại 0938303454. Đàn Cổ Vấp xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.